Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm sa đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-si-ên họp nhau lại, rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa thầy, trong sách luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy, là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều ấy. Yêu người thân cận như chính mình dễ hay khó vậy thưa bạn? Khó lắm, cực kỳ khó nữa là khác. Yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn thì may ra. Bạn cứ nghĩ thử mà xem, yêu thương một người hễ mở miệng ra là sổ tiếng Đan Mạch, ăn nói thô lỗ cọc cằn, chua như giấm, cay như ớt và độc như thuốc chuột thì dễ hay khó? Dễ chết liền. Yêu thương một người mở miệng ra là khoe khoang, là nổ tứ tung, là cao ngạo, là hách dịch thì dễ hay khó? Khó thấy mother luôn chứ đừng có nói là dễ. Yêu thương một người mà sau khi họ thọ ơn của mình rồi quay lại tỏ thái độ vô ơn, làm ngơ hay tệ hơn nữa, còn phản bội mình, mạt sát mình và hãm hại mình thì có dễ không? Không dám dễ đâu. Khó thật đấy. Thế nhưng khó mà làm được thì mới quý, thì mới có giá trị và mới phi thường. Và đó chính là điều Chúa Giêsu muốn chúng mình tập luyện và phải cố gắng thực hiện cho bằng được. Ngài đã nói rằng nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ được vậy. Nhưng thưa bạn, trong thực tế có những người đã và đang cố gắng yêu người thân cận như chính mình. Họ là những tu sĩ nam nữ, là các thầy cô đang hy sinh thời giờ, sức lực, tài năng và tiền bạc cho các em học sinh, cho các em thiếu nhi trong các trường Việt ngữ và giáo lý, trong các đoàn thiếu nhi thánh thể. Họ là những nhân viên an ninh trật tự. Lúc người ta giữ lễ trong nhà thờ thì họ lại đội mưa đạp tuyết, chịu đựng khó nhọc, giá rét, nóng nảy, chấp nhận nguy hiểm để đi tuần tra, để bảo vệ và gìn giữ tài sản của anh chị em tín hữu. Họ là những người hàng tuần đến nhà thờ để làm những công việc không tên, làm những công việc rất là tầm thường. Ví dụ như chuẩn bị bàn thờ, giặt khăn thánh, nấu phở, nấu bún, làm bánh trái, cắt cỏ, tỉa cây, lau chùi nhà vệ sinh, hút bụi, đổ rác, vân vân và vân vân. Họ là những hội viên trong các hội bảo trợ Thiên Triệu, đã hy sinh cần kiệm, ăn dắt để dành, thu lượm từng lon nước ngọt để trợ giúp cho các dòng tu, cho các chúng sinh, để giáo hội có phương tiện đào tạo ơn gọi làm linh mục, làm tu sĩ. Bạn thân mến, nếu hôm nay bạn nhận ra rằng yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi, và yêu người thân cận như chính mình là chuyện không dễ, nhưng với ơn Chúa giúp, chúng mình sẽ làm được, và sẽ làm được dễ dàng, thì tôi xin đề nghị như thế này: là con, là cháu trong gia đình, bạn hãy tập yêu người thân cận như chính mình bằng cách quan tâm, hỏi han và chăm sóc cho ông bà, cho cha mẹ. Hãy để ý đến miếng ăn giấc ngủ, để ý đến thuốc thang và về điều kiện sống của các ngài. Là cha mẹ, bạn hãy quan tâm, hãy chăm sóc và để ý tới con cái. Xin hãy dành thời gian ra để giúp đỡ chúng về chuyện học hành, nhắc nhở cho con cái về chuyện đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện. Là thành viên của một giáo xứ, bạn hãy quan tâm và để ý đến những bổn phận và trách nhiệm của bạn đối với giáo xứ và đối với giáo phận, với giáo hội, trong việc đóng góp công sức, tài năng và tiền bạc cho quỹ xây dựng
cho việc bảo trì sửa chữa và cho việc giáo dục dạy dỗ các em thiếu nhi, những mầm non của giáo hội. Bạn thân mến, nếu tôi và bạn tuân giữ được việc yêu người thân cận như chính mình, thì lúc ấy chúng mình sẽ là người yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Tại sao vậy? Là bởi vì ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình. Thánh Gioan đã quả quyết như vậy. Nói cách khác, khi tôi và bạn quan tâm, săn sóc, cầu nguyện hoặc nâng đỡ cho một người, bất kể người đó là ai, không phân biệt già hay trẻ, trắng hay đen, vàng hay đỏ, không phân biệt ngôn ngữ, tôn giáo, thì lúc đó chúng mình đang yêu mến chính Thiên Chúa. Bởi vì Đức Giê-xu đã nói, mỗi lần các ngươi làm cho một trong những anh em bé nhỏ đây của ta một công việc nào đó, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Thánh Gioan Tông Đồ trong thư thứ nhất chương 4 câu 20 đã nói, ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì họ không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Nếu tôi và bạn không yêu thương những người thân cận, những người đang sống sờ sờ trước mắt mình, thì đừng bao giờ nói đến chuyện yêu mến Thiên Chúa. Cầu chúc bạn một tuần lễ bình an bên những người thân yêu của mình.